cái loại lại ngủ quá giờ trưa ấy. Tao đố thế nào giàu được. Nhưng cái loại ốc ba đậu ốc. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Rùa đây. Thì chúc tất cả anh em đang xem clip của mình có một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn nha. Thì hôm nay là mùng 4 Tết rồi anh em ơi. Thì bây giờ là mấy giờ? Mới ngủ dậy, úi dồi. Bây giờ là 12 giờ 50 anh em ơi. Các hiền nhân online đã nói rồi, ngủ quá giờ trưa, đố làm giàu được, mình ngủ qua giờ trưa luôn anh em. Ê, quỳ vực cơ. Anh em phải thấy là mùng 4 Tết nhưng mà 12 giờ trưa mình mới dậy. Thì anh em biết rồi đấy, ngày Tết là những cái ngày mà chúng ta có những cái hoạt động như là nghỉ ngơi, vui chơi, nhận bao lì xì. Nhưng mà đấy là những cái hoạt động mà cách đây 10 năm trước mình được tham gia, và bây giờ là mình không được tham gia nữa rồi. Là 12 giờ trưa rồi, bây giờ mình mới dậy. Mình cảm thấy cơ thể mình quá là lười biếng. Và mình tự phạt bản thân mình phải làm một cái gì đó. Mình quyết định rồi, mình sẽ làm một cái gì đó để thử thách bản thân anh em ơi. Không thể tiếp tục lười biếng như thế này được. Không thể tiếp tục bước vào cái bức xe đổ của năm ngoái, cứ ngủ chầy thây ra được. Mình phải đặt ra một cái thử thách gì đó cho bản thân để mình nỗ lực và cố gắng để vượt qua được cái giai đoạn lười này. Thử thách gì ấy ta? Hít đất đi. Hít đất bao nhiêu cái nhỉ? 1000 cái luôn. Get go. Nhưng mà trước tiên anh em ơi, có thực thì mới vực được đạo anh em ạ. Đói quá, chưa ăn gì hết. Áo không nữa. Nhiệt độ bên ngoài đang là 15 độ C. Lạnh quá trời. Ok, thì mình đã khởi động xong rồi, có nóng người đấy anh em ơi. Thì cái số lượng của mình tính hít nó cũng khá là nhiều đấy anh em ạ. Nên mình sẽ chia ra thành nhiều set anh em ơi. Mỗi set mình nghĩ khoảng tầm 20 cái thôi. Tại vì lâu rồi mình cũng không vận động mà. Hít nhiều thì thôi, đi luôn sớm đấy. Thì mình sẽ cố gắng 20 cái một set, 50 set anh em ạ. Tầm trong vòng 50 set thì mình sẽ cố gắng hít đất làm sao để có thể được 1000 cái. Nhưng mình không biết có thể được hay không. Tại vì cả nửa tháng này mình cũng không có vận động gì hết. Nhưng đây là một cái thử thách mà mình tự đặt ra cho bản thân để cố gắng vượt qua. Ok, làm nhẹ cái em ơi. Sau 40 cái đầu tiên thì có vẻ là bắt đầu nóng người đấy. Trên này tại hơi lạnh anh em ạ. Thường thường mình tập một tí rồi mình đã phê pha rồi, nhưng mà có vẻ thời tiết lạnh nó đang giúp mình anh em ơi. Tiếp tục nào. Như bắt đầu hơn 100 cái, bắt đầu mình thấy có dấu hiệu của sự căng cơ rồi anh em ạ. Nhóm cơ đang bị căng, hiện tại là hình như mình có cảm giác là tay sau với vai. Ngực thì mình không dùng nhiều lực lắm nên mình cũng không cảm giác nhiều, nhưng mà mình cảm giác tay sau với vai bắt đầu nó đang tới cái ngưỡng căng cơ rồi đó.
Làm thế nào? Tiếp tục nào. Wow, toàn 150 cái anh em ơi. Ủa, bao nhiêu cái rồi? Mình bắt đầu không loát được rồi anh em ạ. Máy tính 40 cái. 180 cái rồi. Cố lên. Thật sự là đẩy thì mệt thật. Anh em biết cái thì còn mệt hơn không? Là bên dưới nhà mình đang có nhạc chùa. Wow, khá là đuối đấy. Tôi cần một ít ADM. Bắt đầu cũng không ổn nữa rồi. Bắt đầu mình cảm thấy bắt đầu gần đấy có số 300 rồi, mình bắt đầu cảm thấy nó phê pha rồi em ạ. Nó có 250 hoặc gần 260 cái thôi. Nhưng mà các cơ bắp bắt đầu nó mỏi rã rời rồi. Đúng là có số 1000 nó có vẻ là hơi khoai đối với mình rồi đấy. Không sao, cố lên, tiếp tục. Cái cuối là form mình coi như là bắt đầu nát rồi. Bây giờ không thể nào đúng form được nữa rồi. Cố lên.
Ok anh em ơi, thì hiện tại là mình cũng hit chắc tầm 300 cái, 400 cái rồi đó. Và cái vấn đề mình đang gặp phải ở đây chính là cái cổ tay anh em ạ. Thật sự là lâu quá không vận động lên. Khi mình hit đất ấy, cái tay mình cứ đè như thế này. Wow, bắt đầu dấu hiệu của cái việc cổ tay nó bắt đầu mỏi rồi và căng rồi. Còn ngực với vai thì vẫn còn một chút sức, nhưng mà tay sau có vẻ là bắt đầu nó căng cơ luôn rồi. À, thì không sao, mình sẽ cố gắng anh em ơi. Tiếp tục. À. Tiếp tục thôi. Ok thôi, ok thôi. Ây da. It goes. Cố lên, không sao, mình có tin mình có thể làm được. Tuy cổ tay của mình bắt đầu nó đến giới hạn rồi anh em ạ, nhưng sao mình sẽ cố gắng hết sức có thể để vượt qua cái thử thách này. À, và cái điều cản trở mình nghĩ cái điều cản trở nhiều nhất của mình đó chính là ngoài cái cổ tay hơi yếu kém này ra, đó chính là vấn đề thời tiết đấy anh em ạ. Tại vì hiện tại thời tiết mình đang là 16 độ và mình ngồi mình hít lấy giờ đây, gió nó lùa vào mình, nó lạnh phải gọi là tê bút, nhưng mà nói chung không khá là nè, nhưng không sao, không thể cản trở được mình em ơi. Hiệu ăn dàn đó. Được quá nhiều anh em ơi. Tầm này form phủng coi như là không thể nào đúng 100% được.
là tầm này cơ gần như là không, bây giờ nó đang ở trong giai đoạn gọi là biểu tình rồi, quá phê rồi anh em ơi. Cổ tay nếu mà hít đất theo kiểu cổ tay mà mình được nắm như thế này anh em, nắm thẳng thì mình nghĩ là cái cổ tay của mình sẽ chịu được ấy, nhưng mà cổ tay bị ép nhiều quá. Với lại lúc lấy khởi động cũng khá là kỹ nhưng mà không sao, vẫn khá là cứng cổ tay. Mấy cái nữa đúng rồi. Hiện tại là mình cũng không biết là mình hít được bao nhiêu cái rồi, nhưng mà nghĩ tầm 600 đến 700 cái rồi đấy. Nhưng mà sợ là cái cổ tay của mình nó không cho phép để mình có thể hít được thêm đấy anh em ạ. Với lại quay đang hít thì cái camera của mình nó lại hết pin, thế là không quay được mấy đoạn ngồi hít thấy mở game mình luôn. Nhưng không sao, tuy mục tiêu của hôm nay là 1.000 cái nhưng mà mình không thể thực hiện được, nhưng mà mình sẽ cố gắng thực hiện ở trong năm nay. Cái cổ tay của mình thật sự là nó không cho phép để mình có thể hít thêm được nữa. Nếu mà hít thêm nữa thì chắc quá cố quá thì chắc sẽ thành quá cố mất. Hôm nay mà mùng 4 Tết, tốt nhất là chúng ta cũng không nên làm cái gì nó quá sức cho phép. Thì giờ đây mình cũng xin chúc tất cả anh em có một năm mới Tết thật sự là sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Tất cả mọi thứ ở trong cái dự định của năm 2023 thì cũng đều thực hiện được nha. Tuy lần này là mình không thực hiện được theo kiểu mục tiêu đề ra, nhưng mà mình cứ thấy sự gọi là một sự cố gắng thật sự lớn của mình của năm 2023 đầu năm nay, một sự đổi mới. Và mình đã hít từ lúc 3 giờ và bây giờ đã gần 5 giờ rồi, gần 2 tiếng đồng hồ trên này. Với lại thời tiết ở Hà Nội thì đang rất là lạnh. Ok, thì clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Cổ tay nó phê quá anh em ạ. Lúc bây giờ nó không kiểu lắc cái là thôi coi như rụng luôn ấy. Ok, thôi chúc anh em có những ngày Tết thật là vui vẻ nha. Bye bye.